Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Sau vòng thi thứ hai, tổng số điểm như sau. Trải qua gần 27 năm, nhiệm vụ bất khả thi vẫn bất khắc. Và phần 7 của đoạn phim. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với
vòng thi cuối cùng, đứng quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không? Sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Ừ.
Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư.